Ngoại ơi, đây chính là tranh của con. Tác phẩm. Nói thật, con không nói đùa. Nói thật nha, con tự vẽ trên lớp học vẽ. Hôm nay con đi học buổi đầu tiên à? Vâng. Có một số chị hướng dẫn bọn con vẽ. Phần khó thì chị vẽ hộ, nhưng phần này này. Đấy. Thế còn lại con vẽ hết. Vâng. Mấy cái phần này này. Mấy phần chuyển màu như này này. Thì vẽ bằng cách nào? Chị Ngọc, chị ấy hướng dẫn con là nếu mà vẫn còn cái màu xanh này thì nhúng nó vào nước một tí thôi, rồi lau vào khăn, rồi tô lên. Không, nhúng ngoáy thẳng vào nước ấy, nhúng hết sạch, rồi lau lên khăn thì còn mấy cái mờ thì mình tô lên chỗ này này. Đây, còn cái mặt trăng này thì chị ấy sẽ dùng cái bút chì chị ấy tô nhẹ nhẹ hình tròn lên, rồi bọn con tô màu trắng. Khoai khánh ấy thì nó không được tròn nên là chị ấy sửa bài bằng cách vẽ nó to lên. Thế tóm lại đây là tác phẩm chị Ngọc hướng dẫn con hoàn thành trong hôm nay, buổi đầu tiên đi học vẽ. Cô Thá Danh Quân, BIM, chị Ngọc, 26 tháng 6 năm 2022. Ok, rồi. Bye bye. Đây là thật. Thật. Rồi, tin rồi.